Sau nhiều giờ đổ bộ đất liền Quảng Ninh, Hải Phòng, bão số 3 đã bắt đầu suy yếu. Hồi 16 giờ, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 106,5 độ Kinh Đông trên đất liền Quảng Ninh, Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giảm 1 cấp, còn cấp 11, 12, 103 đến 133 km/h. Giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 15 đến 20 km/h. Dự báo những giờ tới bão đi sâu vào đất liền phía Đông Bắc Bộ. Quá trình di chuyển, bão giảm dần cường độ còn cấp 8, giật cấp 10. Do ảnh hưởng của bão, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 7 đến 9, vùng gần tâm bão cấp 10 đến 12, giật cấp 14. Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6 đến 8, giật cấp 9 đến 11. Khu vực vịnh Bắc Bộ bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, sóng cao 3,0 đến 5,0 m. Vùng biển ven bờ từ Quảng Ninh, Hải Phòng sóng cao 3,0 đến 4,0 m. Từ Thái Bình, Ninh Bình 2,0 đến 3,0 m. Bão cũng gây ra mưa lớn nhiều nơi. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ chiều tối nay đến sáng mai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 80 đến 200 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Từ chiều mai lượng mưa giảm dần, riêng khu vực vùng núi có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60 đến 120 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Phía Tây Bắc Bộ từ chiều nay đến sáng 9 tháng 9 có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100 đến 350 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.